Đây là một hũ bơ đậu phộng đến từ Mỹ. Ngoài cái hũ bơ này ra còn có hũ bơ đậu phộng Skippy nữa. Cái loại Skippy á, thì nó nổi tiếng hơn là cái loại Crown này. Một hũ như vậy á, thì khoảng hơn 100 nghìn một hũ, và cái khối lượng của cái này là 510 gram. Ở phía bên đây thì mình sẽ có một cái nhãn phụ. Đó, nó bao gồm là đậu phộng rang nè, 90% đường, dầu thực vật, hydro hóa, hạt cải, dầu đậu nành này kia, muối, không cholesterol, dùng ăn trực tiếp hoặc là nguyên liệu cho các loại thực phẩm khác. Cái loại này là cái loại chunky, tức là nó có những cái hạt đậu phộng mà nó chưa có nghiền nát ra, nó mới đập nhỏ 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 thôi, nên là khi mà mình ăn nó sẽ có cái hột và nó sẽ giòn hơn. Còn nếu như mà mua cái loại mịn á thì ăn nó giống như là ăn bơ á, còn cái này thì nó sẽ có hột hột. Nó một hũ như vậy nè, cầm ở trên tay thì nó cũng vừa trong lòng bàn tay luôn. Cái giá này nó hơi mắc hơn so với cái đậu phộng Skippy. Skippy có một cái loại hũ khoảng 200 ngàn hơn á, rất là bự, ăn bao phê luôn. Cái hạn sử dụng cũng như là cái ngày sản xuất của nó thì nó sẽ được in ở trên cái nắp hộp này, thì mình có thể xem được nè. Tháng 12 2023, tức là nó cũng gần hết đát rồi. Hạn sử dụng của nó là khoảng 1 năm rưỡi, 1 năm rưỡi, 18 tháng. Tới tháng 12 thì nó sẽ hết đát, nhưng mà hết đát thì mình vẫn ăn được, cũng không có sao hết. Đây là ở phía bên trong, do đây là cái hũ mình cũng đã ăn rồi. Ban đầu thì nó sẽ có một cái có một cái seal ở trên nắp hộp như vậy, thì mình sẽ mở cái seal ra. Khi mà mở ra thì cái mùi thơm của bơ đậu phộng á, thì nó sẽ sộc lên. Cái loại này á, thì nó khô hơn so với cái loại mà bơ đậu phộng của Skippy, nhưng mà những cái phần hạt á, những cái phần hạt đậu phộng mà nó còn ấy, nó còn nguyên á, nó trắng hơn là của Skippy. Skippy thì họ làm nó rất là vàng và nó giòn, nhưng mà thơm ghê luôn á, rất là thơm luôn. Những cái loại bơ đậu phộng ở Việt Nam thì không có bằng cái loại mà của Mỹ nha. Của Mỹ thì có một cái mùi rất là đặc trưng, giống như là nó rang đậu phộng chín vừa tới á, và cái độ giòn của nó rất nhiều. Đậu phộng nó vừa vàng á, nên là khi mà làm bơ á, nó dậy lên một cái mùi thơm khi mà mở nắp hộp ra, thơm ngào ngạt luôn. Đây là cái phần bơ đậu phộng nè, để dính lên đó, rất là ngon luôn. Có những cái hạt li ti á, là những cái hạt bơ đậu phộng mà nó đã đập nhuyễn ra, nó đập nhỏ nhỏ ra chứ không phải gọi là đập nhuyễn nữa. Một hũ như vậy để cho mình chế bánh mì, mình chế sandwich, hoặc là mình có cũng thể ăn không, mình xay sinh tố mà làm sữa đậu phộng cũng được, rất là tiện lợi luôn. Và để cho mà nó lâu hư thì mình sẽ bảo quản nó ở trong tủ lạnh, do là nếu như mà mình để ở ngoài á, khi mà cái thời tiết nó nóng quá thì dầu ở trong bơ nó sẽ chảy ra và nó làm nhão đi cái phần bơ của mình, với lại phần nó sẽ làm cho bơ của mình nó dễ bị gắt dầu hơn. Để ăn thử à. Cái phần hạt rất là nhiều. Nó có một cái vị ngọt với béo đặc trưng của đậu phộng, mặn mặn của muối nữa. Đậu phộng á, nó được rang rất là giòn, giòn lắm luôn á, chứ không phải mà như ăn mà nó bị bở đâu, béo lắm. Cái phần đậu phộng mà bị đập nát ra rất là nhiều luôn. Cái vị mặn á thì nó nhiều hơn là cái vị ngọt, nên là khi mà mình ăn bánh mì á, nó sẽ không có bị ngấy quá. Một hũ như vậy á, coi vậy thôi có 500 mấy chục gram mà, nhưng mà nó rất là nhiều, mình có thể ăn thoải mái luôn. Đó, đây là cái hũ đậu phộng rau của Mỹ nè. Ở phía bên hông á, thì nó sẽ có làm cái thành phần, rồi tên của nhà sản xuất. Ồ, cái này của Canada. Canada
Vậy mà ban đầu mình tưởng của Mỹ á. À vậy là Skippy của Mỹ. Ủa ngộ ha. Ở trên đây nè, nó ghi là chất lượng của Mỹ, rồi ở phía bên này là Canada. Product of Canada. Nhập khẩu bởi Kuwait. Chả hiểu luôn. Nói chung là dù Skippy hay là cái loại rau này á, là hai cái loại bơ đậu phộng mà mình thấy là ngon nhất luôn. Những cái loại Việt Nam á, tuy là cái giá của nó cũng không có rẻ hơn bao nhiêu á, nhưng mà nó ăn không có ngon bằng những cái loại nhập khẩu này. Ừ,